đến với VTV tối nay gồm phỏng vấn Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ về tác phẩm Tôi Phải Sống, sắp được phát hành bằng Anh ngữ, chương trình do Nguyễn Phú Quý thực hiện. Xin chào quý khán giả của đài SBTN DC và VATV. Hôm nay chúng tôi có cái hân hạnh được bạn đàm với Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Và xin chào Linh Mục. Linh Mục tự giới thiệu cho khán giả biết tiểu sử của Linh Mục chút xíu. Vâng, xin chào anh quý và tất cả quý khán thính giả của SBTN hôm nay. Tôi xin rất là hân hạnh được gặp gỡ quý khán thính giả từ cái tức này, và tôi là Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, đang sống tại thành phố Auckland, New Zealand. Xin kính chào tất cả quý bạn. Thưa cha, cái ngày mà cha đi tù thì lúc đó thì cha cho khán giả biết sơ sơ tại sao mà cha phải bị đi tù, mà đi bao lâu thưa cha? Thêm một câu trả lời rất là đơn giản ngắn gọn là tôi đi tù bởi vì tôi chống chế độ cộng sản khi chúng đã vào cướp miền Nam vào 30 tháng 4 năm 1975. Sau đó thì chúng bắt tôi vì lý do về những bài giảng của tôi, về thái độ của tôi, cho nên tôi phải bị đi tù, vô trong tù từ Nam ra Bắc. Và tất cả cộng lại từ Nam ra Bắc đó là tôi tù có 13 năm thưa anh và tất cả quý khán giả. Và thưa, lúc mà cha đi tù đó thì cha có được hành lễ hay là cha có được giảng đạo cho những người trong tù hay là không? Hay là cha chỉ là một cái tù nhân bình thường của... Theo nguyên tắc đó, thì chúng ta biết là tôn giáo là kẻ thù của chế độ cộng sản. Chúng ta phải nhớ cái nguyên tắc đó trước. Rồi sau này đừng có ai lẫn lộn gì cả. Tôn giáo là kẻ thù của chế độ cộng sản. Cho nên bằng mọi giá thì chế độ phải tiêu diệt tôn giáo. Chính vì thế mà khi tôi vô tù đó thì chúng tôi bị đối xử cũng như bao nhiêu tù nhân khác, và có thể nói rằng còn xuống một cấp bậc khác hơn tù nhân khác nữa, nghĩa là hình thức bị chiếu cố rất là nhiều. Nhưng nói dù vậy mà khi mà chúng tôi sống ở trại giam tù gọi là trại tù Thánh Cấm, mà khi mà tất cả các linh mục, lúc đó tôi nhớ rõ hình như là con số 28 hôm 9 linh mục nếu tôi không lầm, thì nó nhốt riêng trong một cái nhà riêng, nó chia ra là mấy buồng. Như tôi không 6 buồng, thì lúc đó anh em chúng tôi đó có thể làm lễ đồng tế chung mỗi ngày được, bởi vì tôi lén mà giấu bánh lễ với lại người miền Bắc đó, bà con người ta vô thăm nuôi đó, người ta bẻ bánh lễ ra làm thành như bánh đa đó, để xong như là gốm dẹp trộn vô, rồi những cái trong miền Nam gửi ra những cái lọ thuốc thuốc bổ, thuốc trị bệnh, thì người ta bơm cái thức rượu lễ trong cái tiếp đó, rồi lên đó người ta bẻ ra để mà làm lễ. Chúng tôi sống được thời gian đó, chúng tôi dâng lễ âm thầm được với nhau tại đó. Ngoài ra thì tất cả mọi thứ đều là bị cấm tiệt ra thưa anh, bởi vì người ta biết rằng đối với cộng sản tôn giáo là kẻ thù, mà công giáo là kẻ thù số một, phải bị diệt bằng mọi cách. Nếu có giờ tôi sẽ nói cho anh biết cái hình thức mà tôi hiểu được cái sự tận diệt chế độ, tận diệt công giáo bằng những hình thức thế nào. Hiện nay bây giờ đó cũng là đang tận diệt, nhưng bằng hình thức nó đẹp đẽ, nó vui vẻ, nó đánh bóng, nó rất nhìn vô rất là thoải mái. Như thật sự hiện tại bây giờ đó, hiện tại bây giờ theo tôi đó, đạo công giáo Việt Nam đang là mục tiêu để mà tiêu diệt nặng nề của chế độ xã hội. Thưa cha, cắt nghĩa thêm cái cách mà cha nói là nó muốn tiêu diệt hội thánh công giáo như thế nào? Thưa anh, nó có người mà nhìn không thấy đâu, không thấy được. Bây giờ tôi sẽ đầu tiên đó, diệt bằng cách chế độ là cái bằng bước thứ nhất, kế hoạch một là tiêu diệt tất cả mọi cái cơ sở tôn giáo, rồi mấy cái nhà thờ chùa chiền, giải tán tu viện, giải tán chủng viện, tất cả mọi thứ. Và đó là giai đoạn một từ khi chúng chiếm được miền Bắc rồi. Nhưng mà cho thấy rằng những cái đó nó không thành công. Mà tôi nói tại sao? Bởi vì sau khi tôi ra tù đó, tôi đã có ý định tôi viết cái cuốn Tôi Phải Sống ngay từ tôi còn trong tù kia. Cho nên tôi đã quan sát tất cả những cái gì xảy ra miền Bắc. Thì tôi đã đi thăm giáo sư Ngô Khê, là cái chỗ bạn cha bạn của tôi còn trong tù. Rồi tôi đi thăm giáo phận Hà Nội, Hải Phòng, Phát Diệm và Bùa Chu. Với lại chỗ trên của nước cha Tuyến sau này đó. Thì tôi thấy những nơi đó, đó thì các nhà thờ bị phá, chuồng làm chuồng bò,
trường học thì làm chứa rôm chứa rác của hợp tác xã v.v. thì đó là cái chuyện nó thấy rõ tất cả. Còn trên tòa huy á, khi mà tôi đi ở đó một đêm đó thì tôi thấy á, cái dấu đường đi bộ của Đức Hồng Y Tỉnh Như Khuê đầu tiên của Hà Nội đó bị quản chế mấy mươi năm, ngày đi bộ vòng trên cái sân thượng lớp một gạch tàu đó, đi riết mà nó mòn thành một cái hình quả trám. Đó là cần thấy cho thấy rõ nhất là nó tiêu diệt bằng cách nó phá tất cả các cái bên ngoài nhưng thất bại. Sau đó nó chuyển qua tạo ra một lớp linh mục gọi là quốc dân, giáo dân quốc dân, để chi vậy nó cài người vào trong cái đảng do tổng công giáo. Đây là giai đoạn 2. Thì lúc này đó là lúc đó chúng nó lại ra lệnh xây lại nhà thờ, để chúng nó lại ra lệnh các nơi phải lo trùng tu nhà thờ lại. Thì lúc đó là xảy ra một cái hiện tượng rất là nổi tiếng mà tôi đã viết một cái bài, phải nói là vì cái bài đó đó mà tôi viết bài đó đó, người ta chửi bới tôi không biết bao nhiêu. Đó là tôi nói đã đến lúc phải chấm dứt một vụ sinh tiền. Tức là lúc đó đó nó tạo ra phong trào xây nhà thờ, rồi đó tôi dùng cái chữ mà nó lùa thì đúng hơn, chứ không phải là cho nó lùa đi. Từ Hồng Y, giám mục, linh mục, tu sĩ ra hải ngoại này hốt không biết bao nhiêu tiền để đem về để mà xây nhà thờ. Tôi xin hỏi anh đó, cái thằng cộng sản tiền trong túi người ta nó còn móc có lấy, thì bây giờ mấy cái ông nó đó, mấy ông giáo chức đó rồi đi về, đi ra từ hải ngoại ôm về cái túi đầy đô la đó, chúng nó có ngồi đâu có nhìn thấy không? Cho nên đó là một kế hoạch hết sức là bẩn thỉu và dơ bẩn. Và chính tôi đã lên tiếng trong một bài đã đến lúc phải chấm dứt một vụ sinh tiền. Nhờ bài đó đó mà cái hiện tượng quái đản đó từ từ nó giảm đi. Thứ ba, bây giờ nó trở nên khống chế. Thì tôi thấy rằng đó, đối với giáo hội, các chức vụ trong giáo hội muốn được phong chức phải xin phép, tôi nói chung phải xin phép chế độ cộng sản. Đó là cái điều mà chúng ta thấy nó như thế nào rồi. Hiện nay bây giờ đó, anh biết trong nước nó rùm beng lên về những cái chuyện là quỹ ban đoàn kết tôn giáo, rồi quỹ ban công giáo yêu nước vân vân. Tất cả mọi thứ là gì? Tất cả mọi thứ đó là một cái thức đánh bóng bên ngoài để cho thấy rằng dùng những người trong giáo hội, triệt tiêu giáo hội. Đó là điều mà tôi sẽ rất rõ đây. Tôi có thể nói trước mặt mọi người mà không bao giờ tôi rút lời rằng á, đối với vấn đề cộng sản Việt Nam thọc bằng tay lông lá chúng nó vào nội tình của giáo hội, các giáo hội nói chung và giáo hội công giáo nói riêng đó, thì linh mục Nguyễn Hữu Lễ này chưa là học trò bất cứ ai. Đó là hôm nay tôi xin chắc lời đó đó, thưa anh. Dạ thưa cha, xin mình tạm ngưng trong lúc chờ đợi, thì mình sẽ có một cái phần 2, thì chút xíu nữa, khoảng mấy phút nữa thì tụi này sẽ trở lại cái phần 2 để nói tiếp về cái cuốn sách Tôi Phải Sống của cha đã ấn bản gần 20 năm nay. Vâng, thưa anh. Kính thưa quý vị, chương trình VTV đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Hướng đạo Việt Nam vùng thủ đô Hoa Thượng Đốn, Liên đoàn Sài Gòn xin trân trọng thông báo. Nhằm mục đích giáo dục cho thanh thiếu niên gốc Việt theo phương pháp hướng đạo thế giới, để giúp cho các em rèn luyện nhân cách, phát triển tinh thần tháo vát, phục vụ nhân quần xã hội, yêu thích thiên nhiên, trau dồi kỹ năng lãnh đạo, bảo tồn, phát triển truyền thống, văn hóa và ngôn ngữ của dân tộc Việt. Liên đoàn Sài Gòn sẽ nhận ghi danh cho các em từ lớp 1 đến lớp 12 tham gia sinh hoạt hướng đạo. Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc trưởng Trần Ngọc Tần và trưởng Võ Như theo số điện thoại và điện thư email trên màn hình. Năm 2019, hơn 2.900.000 người Mỹ gốc Á Châu mắc bệnh tâm thần. Chỉ có 6.4% là tìm đến các dịch vụ sức khỏe tâm thần. Theo CDC, nguyên nhân tử vong hàng đầu ở thanh niên Mỹ gốc Á là tự tử. Hãy lên tiếng để mình nhờ sự giúp đỡ. Im lặng, thất bại, nguy hiểm là chết. Cần sự giúp đỡ, xin gọi điện thoại 703-792-4900. 703-792-4900. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục
Bích Phượng có mời quý vị theo dõi buổi phỏng vấn Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ về tác phẩm Tôi Phải Sống, sắp được phát hành bằng Anh ngữ. Chương trình do Nguyễn Phú Quý thực hiện. Xin chào quý khán thính giả của đài SBTN DC và VATV. Xin trở lại phần phỏng vấn cha Nguyễn Hữu Lễ. Cha có ra một cái ấn bản, một cuốn sách Tôi Phải Sống gần 20 năm nay, một cái ấn bản Việt ngữ. Và cái ấn bản này đã được thành hình trong lúc cha ở tù. Và xin cha kể cho quý khán giả biết cái lý do nào mà cha viết, và viết với tính cách cá nhân để cho đồng bào biết như thế nào. Thưa anh Bầu, thưa quý tất cả quý khán giả mến, lúc này là mấy ngày này tôi rất là bận, phải nói rất là bận, bởi vì tôi có một việc là riêng, nhưng mà chung riêng tức là cái ấn bản tiếng Anh của cuốn sách Tôi Phải Sống của tôi đó, sau bao nhiêu năm nghĩa là trăn trở khó khăn vất vả rồi sửa tới luôn, cuối cùng bây giờ hiện nay đó đã được ra mắt. Đó là cái điều mà tôi vô cùng sung sướng, mà hôm nay thì tôi đã chia sẻ rất nhiều trên YouTube và trên Facebook. Hôm nay qua câu hỏi tôi sẽ trả lời thế này: cái nguyên nhân nào tôi viết cái cuốn Tôi Phải Sống, tại sao dùng chữ Tôi Phải Sống, và tôi bắt đầu thai nghén từ hồi nào? Trước tiên, tôi bắt đầu thai nghén từ khi tôi sống trong tù cộng sản. Tôi nghĩ rằng nếu tôi còn sống sót, tôi phải kể lại và viết lại cho thế giới biết tất cả sự khốn nạn mà dân tộc Việt Nam chúng ta đã phải trải qua trong nhiều thời kỳ, chứ không phải chỉ trong cộng sản mà thôi, trong nhiều thời kỳ cho đến ngày tôi vô tù, và tất cả những gì mà tàn tệ nhất, đau đớn nhất, ác độc nhất nó đều xảy ra trong cái bối cảnh nhà tù cộng sản tại Việt Nam, mà tôi là một nạn nhân trong đó. Đó là trước tiên là như vậy. Tôi phải nói cho thế giới biết rõ những gì đã xảy ra, và đặc biệt tôi phải nói cho giới trẻ về sau này hiểu được cái quá khứ để các cháu từ đó mà nhìn về tương lai. Thứ nhì, tại sao tôi dùng chữ Tôi Phải Sống? Thì đây có nhiều người không hiểu, có người nói rằng cha Lễ ơi, cái tên nghe kỳ quá. Đúng, cái tên cuốn sách chỉ bắt đầu chữ Tôi Sống nghe rất kỳ lắm, nhưng mà đó là Tôi Phải Sống là cái tiếng kêu lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Khi tôi ở trại tù Thanh Cẩm, mẹ tôi vượt ngục và sau đó rồi thất bại, thì cuộc vượt ngục đã lấy mạng bao nhiêu người, 2-3 người, trong đó có người mở tại cái xứ ở bên miền Đông Quê Kỳ của anh đó, là dân biểu Đặng Văn Tiếp. Dân biểu Đặng Văn Tiếp không xa lạ gì với bà con hải ngoại hết. Anh Đặng Văn Tiếp đó là anh em kết nghĩa của tôi. Hiện nay anh Tiếp có người em ruột đó là Đặng Văn Thụ, và tôi qua là ở nhà đó. Tôi nói tiếp theo, khi mà tôi bị tên cán bộ cộng sản và một tên tù phản bội trong miền Nam chúng ta đánh tôi cho đến chết rồi, tôi thấy ngay là đại khái tôi đã chết 100% chết rồi, thì tôi ta la lên 3 tiếng, tôi thấy rằng tôi không thể chết một cách phi lý này được. Tôi mới la lên 3 tiếng thật to, tôi nói là tôi phải sống, tôi phải sống, tôi phải sống. Đó là 3 tiếng lớn nhất trong đời tôi. Khi tôi lên tiếng phản đối đó, thì cái bản năng sinh tồn đó, tôi vẫn chia trong lòng tôi, và tôi bùng lên như một con thú, và tôi chống cự lại với cái tên tù, và tôi hút đầu vô tên tù đó, và nó ngã, tôi không chạy, thì nó rượt tôi theo, và tôi sống sót đến ngày nay là nhờ 3 cái tiếng kêu tôi phải sống ra đó. Chính vì thế mà khi ra tù thì anh biết tôi ra tù năm tôi 47 tuổi rồi, đâu có biết tôi có biết computer là gì đâu. Về nhà, tôi ở nhà được 5 tháng, tôi vượt biên qua Thái Lan. Sau đó thành công, tôi làm việc tại trại thiên năng với tư cách là lãnh đạo cộng đồng Công giáo ở đó. Sau một giám mục bên New Zealand mời tôi qua, tôi đến Thái Lan năm 1990, thì tôi đã bỏ ra 3 năm trời để học về vấn đề sử dụng computer, trao dồi thêm tiếng Anh nữa. Thì bắt đầu năm 1993, tôi bắt đầu tôi viết cuốn sách Tôi Phải Sống. Tôi viết trong 10 năm trời mới ra cuốn sách đó. Ý nói vậy là hiểu là tôi đã suy nghĩ thế nào về cái bơ cuốn sách đó. Năm 2003, tôi qua Mỹ, tôi ra mắt và nhanh chóng trở thành một cuốn sách bán chạy nhất trong lịch sử văn học hải ngoại. Anh biết rằng đó, một cuốn sách Việt Nam mà lúc đó mà bán được có chừng tới 60.000 bản không phải là chuyện dễ. Và tôi đã
đi ra mắt sách nhiều nơi trên thế giới. Không phải tôi rõ, không phải vì vấn đề tôi bán sách vì bán sách, mà tôi bán sách đó là tôi muốn giới thiệu với đồng bào khắp nơi những gì tôi thấy, tôi suy nghĩ, tôi ước mơ, tôi trải qua và tôi đã chịu đựng trong tù cộng sản và trong cái sự đau khổ dân tộc dân chúng ta. Rồi sau cũng sắp ra rồi đó, tôi thấy rằng có cần phải có một cái cuộc xa hơn thì chúng tôi đã cho dịch ra tiếng Anh và bản thân tôi lấy tên là I Must Live. Ở đây đó tôi sẽ nói rõ, lâu nay tôi không có liên lạc được với cái cháu đầu tiên đã được dịch ra tiếng Anh đó, đó là cái cháu Thùy Linh, cháu Thùy Dương, con của Dương và Yến ở tức là chúng ta là con của ông ở thành phố Spokane ở bang Washington bây giờ đó. Thì tôi muốn tìm lại cháu để tôi nhớ lại, tôi cảm ơn cháu vì là người đầu tiên đã dịch cuốn sách này ra tiếng Anh. Và trải qua mấy chục năm vừa rồi đó, thì sửa tới sửa lui, sửa đi sửa lại, bây giờ một cơ may đến thì tôi đã bắt đầu được một nhà in lớn bên Anh đó, là nhà Austin Macaulay Publishers nhận. Và ngày ra mắt cuốn sách đầu tiên sẽ là ngày 18 tháng 8 năm 2023. Và còn đúng 8 ngày nữa, cuốn sách sẽ ra mắt. Đó là điều tôi xin chia sẻ với tất cả quý khán giả. Dạ, xin phép cha cho hỏi cái ấn bản Anh ngữ này cha nhắm vào những cái độc giả trong tương lai là những người như thế nào thưa cha? Vâng, một câu hỏi rất là tôi mong đợi. Thứ nhất là tôi nhắm tới thế hệ trẻ Việt Nam, những người bây giờ không còn hiểu nhiều về tiếng Việt nhưng rất rành rẽ về tiếng Anh. Đó là nhắm hướng về cái lớp thính giả, cái độc giả đầu tiên, đó là thế hệ trẻ Việt Nam. Chính vì thế trong sách này tôi viết một chương rất dài cho thế hệ Việt Nam. Thứ nhì là tôi nhắm cho cộng đồng thế giới nói tiếng Anh. Bởi vì bây giờ thì phải nói rằng các ngôn ngữ thế giới bây giờ thì theo tôi nghĩ tiếng Anh là tiếng rất là phổ biến. Và cuốn sách này đó hiện nay đã được để trên Amazon và tất cả các nhà sách trên thế giới, nơi nào nhà sách bán sách mà tiếng Anh đó đều có cả. Và hiện nay thì cuốn sách đó nó chưa ra mắt cho nên người ta order nhiều nhưng mà chưa tới tay. Còn tôi đó thì ngày hôm qua đây nhà xuất bản đã gửi cho tôi trước 24 cuốn đầu tiên và một số những posters, những flyers, những cái bookmark vân vân để tôi làm cái đi quảng bá và marketing đó ở đây cùng với nhà xuất bản. Thì nếu mà độc giả nào, bà con nào mà muốn có một cái bản I Must Sleep bằng tiếng Anh đó thì xin vào Amazon hoặc đến các nhà sách lớn tại địa phương thì tìm cái cuốn Tôi Phải Sống, mà ngoài bìa có cái hình của tôi chụp lúc tôi 20 tuổi, 27 tuổi xin lỗi, lúc tôi làm linh mục đó. Thì tiếng Anh đó là hai lớp thính giả mà tôi nhắm tới trong cái cuốn I Must Sleep này đó tiếng Anh. Dạ thưa cha, cho hỏi một cái câu này, cha giống như là một người chiến sĩ cho tự do tín ngưỡng và nhân quyền của đồng bào ở Việt Nam. Thưa cha, cái cộng đồng công giáo và riêng cá nhân cha có cộng tác với những lãnh đạo của những cái hội đoàn tôn giáo khác ở trong nước hay là ngoài nước thưa cha? Tôi là một trong những người đầu tiên đó, để liên lạc để mà có một cái chỗ đứng trong cái hội đồng tôn giáo trong nước. Lúc còn thời gian đó còn linh mục Nguyễn Văn Lý còn làm việc, rồi cha Lợi, cha Giải và các đoàn thể như là Phật giáo, Tinh Lành, Hòa Hảo, v.v. Tôi là một trong người rất là tích cực trong chuyện đó thưa anh ạ. Dĩ nhiên là mỗi một tôn giáo đều có những cái đường lối và cách hoạt động cũng như những khó khăn riêng. Nhưng dù sao đó, cái tiếng nói các tôn giáo vẫn là một cái lực lượng đề kháng chống lại cái sự độc tài và vô thần của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta biết rằng đó, các tôn giáo sau khi ngày mà Cộng sản chiếm tất cả toàn miền Nam rồi đó, thì tôi dùng cái chữ là thân cò cũng như thân chim, có nghĩa là mỗi tôn giáo đều có những sự khó khăn riêng, áp bức riêng, cái sự mà khốn khổ riêng phải điên đầu và đối phó. Tôn giáo nào lỏng lẻo đó thì chúng nó xâm nhập dễ hơn, tôn giáo nào nhỏ hơn chúng nó tiêu diệt, còn tôn giáo nào mà không tiêu diệt được bằng tay chân đó thì chúng tiêu diệt bằng chiến thuật, bằng quỷ kế,
Tôi cho đó là một đường lối chúng ta đang tiêu diệt Giáo hội Công giáo Việt Nam bằng quy kế đó. Nên tôi ở trong phòng tôi có bức hình, mà bức hình này tôi treo lớn trước mặt tôi. Bức hình đó là bức hình một mình tôi ngồi giữa gần như là 20 mấy vị sư mặc áo vàng cả. Tôi và bóng đen ngồi giữa trong một buổi hôm trưa gọi là thọ trai tại Orlando. Trong lần Đại hội Thế giới Công giáo Phật giáo đó, tôi được mời đến dự và tôi ngồi giữa một mình tôi ngồi chắp tay cầu nguyện trong bữa ăn trưa với tất cả các vị sư chắp tay cả. Tôi cho đó là một hình rất đẹp trong cuộc đời của tôi xanh. Dạ, thưa trước khi chấm dứt chương trình, thời gian có hạn, thưa cha xin chúc cuốn sách Anh ngữ của cha ra mắt được thành công mỹ mãn và xin trong tương lai có cơ hội sẽ nói chuyện với cha nhiều hơn và xin cha có lời chào cho cộng đồng. Vâng, cảm ơn rất nhiều và xin tất cả, tôi xin gửi lời kính chào tất cả quý thính giả thân mến đang nghe tôi. Và tôi xin nhắc lại, tôi ước mong cuốn sách Tôi Phải Sống Bằng Tiếng Anh đó được phổ biến và quý thính giả có thể mua nó tại Amazon và lấy cái tên là I Must Live. Cũng nên biết rằng khi cuốn sách này trong vòng một tuần lễ nào đó mà bán được trên 5.000 cuốn thì sẽ được xếp vào A-list, tức là được bestseller. Đó là điều mà tôi ước mong quý khán thính giả bị người đang có mặt ở ghế đó thì mua sách để rồi cái số tăng lên, nếu một tuần lễ đó mà được 5.000 cuốn thì nó trở thành bestseller. Đó là chi tiết rất quan trọng. Vâng. Thưa cảm ơn cha, xin chào, chúc cha được khỏe mạnh và được đầy ơn Chúa và Đức Mẹ. Vâng, cảm ơn rất nhiều. Xin chào quý khán thính giả của đài SBTN DC và VATV. Kính thưa quý vị, VTV đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho ban biên tập VTV xin email về vatvnews@gmail.com. Bích Phượng xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị một cuối tuần bình an và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Năm 2019, hơn 2.900.000 người Mỹ gốc Á Châu mắc bệnh tâm thần. Chỉ có 6.4% là tìm đến các dịch vụ sức khỏe tâm thần. Theo CDC, nguyên nhân tử vong hàng đầu ở thanh niên Mỹ gốc Á là tự tử. Hãy lên tiếng để mình nhờ sự giúp đỡ. Im lặng, thất bại, nguy hiểm là chết. Cần sự giúp đỡ, xin gọi điện thoại 703-792-4900. 703-792-4900.